Bây giờ mình sẽ túm lại sơ bộ, khi các bạn mua một con xe phân khối lớn thì những món đồ chơi nào cần thiết. Mình là Mr. Ken số 79 giờ, các bạn đang coi kênh channel của mình vào lúc 7 giờ tối trên kênh Santana Motorcycle. Thì hôm nay là trước tiên là mình mong anh em thông cảm vì bây giờ là 12 giờ trưa rồi. Mình tranh thủ mình quay cái clip lẹ để mình giao xe cho khách. Khách hiện tại đang chờ mình ở trên quận 11 ha. Thì con này là đã gấp rút lắm rồi. Trong cái mùa Covid mà mình đã dọn con này trong vòng 4 ngày là nó rất là lẹ rồi. Trong khả năng của mình, tại vì hôm nay xưởng nghỉ nhưng mà một mình làm để hoàn thiện xong con xe để giao cho khách. Bây giờ mình sẽ túm lại sơ bộ, khi các bạn mua một con xe phân khối lớn thì những món đồ chơi nào cần thiết, và cái combo gọi là những món đồ chơi cơ bản là những món nào, thì các bạn hãy nên coi hết cái video này nha. Ok. CB650R. Thì cái con này là theo mình đánh giá là nó là khá đẹp. Nó chỉ xấu một cái là nó hơi xấu thôi, chứ không phải xấu lắm. Là cái phần đuôi thì nó hơi bị cục tí xíu. Nếu mà cái phần đuôi mình làm nó hơi dài tí xíu nữa thôi, ra cái đèn nó ra tới đây á, thì cái xe nó sẽ bị đỡ, bị mất cân xứng hơn nha. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai mình muốn chia sẻ cho anh em, Con CB650R này là một con xe cực kỳ đáng chơi đối với những bạn nào mà mới tập tành vào phân khúc phân khối lớn. Với số tiền ra giấy hải quan chính ngạch khoảng 279 cho tới 285 là các bạn sẽ sở hữu được một con CB650R giấy hải quan chính ngạch và được bảo hành chính hãng ha. Thì cái con này, chủ xe của con này tính ra bây giờ, nếu mà mình biết là hiện ta đang học đại học năm thứ nhất và ba của cậu ta mới sống cho cậu ta cái con này được đâu khoảng tầm nửa tháng, và em qua mình đã lên lại full combo. Thì full combo những món đồ chơi cơ bản gồm những món gì thì bắt đầu mình hãy vô em liệt kê. Mình sẽ liệt kê từ cái phần vàng ghi đông trước. Ok, camera lại đây em. Rồi, ok. Đây, trước tiên là mình sẽ đi về cái phần cùm thắng. Trước tiên là cái đầu tiên mà thường anh em sẽ lên là thứ nhất là cái bô, thứ hai là cùm thắng, thứ ba là cùm côn ha. Còn cái này đã lên hơi lố rồi, lên thêm cái bộ dây ga nữa là nó lên hơi lố rồi ha. Đây là cùm thắng Accosato Bullet, thì giá thị trường hiện tại là đang là 770.000 là hàng new. Cái này mình bán 7.500.000 là giá này, là mình bán là giá gọi là khuyến khích sưng làm dọn full combo ở bên mình, là cái đó là gọi là mình giá khuyến khích nha. 7.500.000 cộng thêm cái cùm tăng Domino. Đây, cùm tăng Domino, cái này là hàng lay new, mình bán khoảng 1.350.000 cộng thêm hai cọng dây ga màu đỏ, hai cái ống ga màu đỏ Domino, thêm 400.000 nữa là chạy ra là 1.750.000. Đó gồm hai ống ga, hai dây ga và cùm tăng Domino. Mình bán hàng lay new nhưng mà có luôn ba cái khâu chỉnh nha, ba cái khâu chỉnh. Rồi, kéo qua nhẹ qua một cái đây. Mình hồi bữa hôm qua mình đã lỡ ngu, đúng ra mình mua cái đồ Pháp thôi, nhưng mà mình lỡ ngu mình mua cái đồ xịn rồi. Đây là cái bát Titan, thì cái này là trị giá khoảng 100k. Còn cái bình dầu khói này là bình dầu khói chính hãng nha, 450.000. Còn mấy cái bình mà mấy cái bình phay á, mấy cái bình Pháp á, khoảng 100 tới 1, 150 tùy theo shop bán. Rồi, được chưa? Rồi,
Cái món thứ ba đã được lên trên con xe đó là cây trợ lực Matrix. Thì cái cây này là hàng Line New, hiện tại mình bán là 6.500.000 cộng thêm cái bộ bát. Bộ bát là gồm một cái bát nằm vô trong cái chỗ bát, cái chỗ khóa nè, rồi một cái cây bát chịu ở trên đây, rồi một cái khâu, đúng không? Gồm ba phần đó thì là mình đã tiện là 1.500.000. Còn nguyên cái bộ bát zin của CB 650 thì hiện tại trên thị trường bán hàng chính hãng là khoảng 3.500.000 một bộ bát ha. Còn cái này mấy anh em mà rảnh thì, tại vì giờ mình không có thời gian, với lại dịch đó, nên là mấy cái xưởng nhuộm là người ta đóng cửa hết rồi, nên là mình để nhôm trắng luôn, mình không có đi nhuộm đen. Được chưa? Full bộ bát là 1.500.000, rồi cộng thêm cây trợ lực 6.500.000 nữa là chạy ra là 8.000.000 cho combo trợ lực với lại bát. Quá rẻ cho một cuộc tình, được chưa? Và cái này là mình muốn chia sẻ với anh em là tất cả các dòng xe phân khối lớn đều phải sợ thằng này hết. Đó là cái cùm côn Accosato, là một trong những cái cùm kiên trị cho những cái xe mà cái côn cực kỳ nặng cỡ nào, kể cả BMW, kể cả thằng R1 thì bóp nè. Đây là một cái phân khối lớn nha, mình chỉ bóp bằng một ngón tay giữa thôi. Đây, cực kỳ nhẹ nhàng luôn, cực kỳ nhẹ nhàng nha, bất cứ ngón nào luôn cực kỳ nhẹ nhàng, không có gì gọi là mấy bạn cảm giác là nó nặng hơn xe Exciter Zin một tí xíu thôi nha. Exciter Zin một tí xíu thôi chứ không có phải là Exciter mà đi nội độ nha. Được chưa? Cầm này hiện tại thị trường đang bán là 4.000.000, mình bán 3.900.000 là luôn công lắp đặt. Được chưa? Là mình chỉ có hỗ trợ cho những xe nào mà lên đồ chơi bên mình nhiều thôi nha, mình sẽ có giá ưu đãi chứ không phải là ai mình cũng bán giá đó. Ok chưa? Mất công mà mấy anh em bạn hàng không biết rồi tiêu mình phá giá nữa. Rồi, ấy da, chút xíu rồi ngã xe đền nữa. Rồi, hai cái kiến chim. Thường mà xem phân khối lớn mà gắn hai cái kiến chim á, mình thấy nó rất là sao ta? Mình thấy nó không có được bắt mắt lắm. Mình bỏ hai kiến chim luôn, để nhà luôn. Đây, mình đã lên hai kiến gù. Riêng cái này thì nó có một cái tí gì đó gọi là cái phong cách classic của kiểu hiện đại á. Mình đã lên hai cái cặp kiến gù. Hai kiến gù này của Pháp nha. Hai kiến gù Pháp là cái hàng pha ke á, phay á. Thì hai cặp kiến này khoảng 450.000 nè. Cặp kiến gù tay lái gắn cho CB 1000. Gắn cho CB 650. Đâu? Được chưa? 450k. Rồi còn món nào nữa ta? Đây. Đây cái phần cuối cùng là cũng là cái phần giá trị nhất ở trên con xe, đó là cái bộ bô AK Bovic full system. Từ cổ ra bô, cái bô này là về cái cảm nhận ra thì cực kỳ mượt. Cái con này với lại cái con CBR 650R, hai con là xài chung một cục máy, nhưng mà cái con CBR 650R ở trong kia là đi cái bô Agrarero, nên là cái nước đề của nó là nó hơi bị hụt, là do là cái bô nó quá thoáng. Còn cái con này là đi bô full dành cho CB650R luôn, nên là cái máy nó cực kỳ mượt. Lên ga nào là có là đó, lên ga nào là có là đó, chạy cực kỳ mượt nha. Đó, vấn đề ở là chỗ là tại sao mà bô full với lại bô map á là nó sẽ khác nhau. Bô full là nó đã canh chỉnh chuẩn cho cái con xe đó rồi ha. Rồi, bên cạnh đó là vô mấy cái lặt vặt giống như là chống đổ bên nâng nè, rồi với lại hai cái cục chống đổ hai bên của Evolution, thì một cặp chống đổ sau thì một cặp ben ở dưới đằng sau thì khoảng tầm 1.500.000, còn cái cặp chống đổ trên đằng trước thì khoảng 1.800.000 nữa, chạy ra cũng 2.000.000 nữa ha, mấy anh em tự cộng giúp mình. Rồi ngoài ra thì mình đã nhúng carbon lại cái phần như là về cặt te nè, về con cặt te với lại hai cái phần nhám ở trên đầu, hai phần nhám đây nè, nè hai phần nhám trên cánh gà với lại cái nắp bùng xăng, chưa, hai nhám trên cánh gà nắp bùng xăng. Rồi cái phần đuôi bát biển số thì cũng đã chế lại cho nó gọn lại, thấy không, cho nó gọn, cho nó thon lại, so với lại cái bát gì này nó hơi dài quá, mình đã chế cho nó thon gọn lại. Thì cái bát này là Mach Bay AB Santuna, mình đã làm với giá là 650.000, đã bao gồm phí lắp đặt,
650 là chưa có tiền sơn nha, chỉ có mới là tiền là chế cái bát gắn lên xe thôi, còn tiền sơn tùy anh em nữa. Nếu mà anh em sơn hấp thì khoảng tầm 150-200, còn mấy em sơn điện thì khoảng 300.000 một cái bát đó, chạy ra chi phí cho hết maximum luôn khoảng 1 triệu bạc. Rồi được chưa? Rồi hai cái gác chân hai bên với lại hai cái gác chân trước thì mình cũng đã sơn lại màu đen mờ tinh điện, nhìn cho cái xe nó có tăng độ cứng cáp hơn. Sơ sơ cái con xe này tính mẫu mão không có tiền đồ chơi, mấy anh em chưa thấy cái gì nhiều hết nha, khoảng 50-60 triệu rồi, không 50-60 chai rồi, trợ lực nè, thắng côn nè, rồi cùm ga khiến chiếu hậu, rồi chống đổ trước sau bô nữa, sơ sơ là thấy đi to hết 60 triệu rồi, bằng 2/5 con xe, bằng 2/10 chiếc xe. Về cái vấn đề mà thông số kỹ thuật nè, rồi về cái vấn đề mà cái xe nó vận hành sao, tốn bao nhiêu nhiên liệu thì cái đó mấy bạn hãy tra Google giúp mình, chứ cái vấn đề đó thì mình cũng không có rành lắm, mình chủ yếu là mình chỉ có trải nghiệm thôi. Thì lát nữa mình sẽ giao xe cho khách xong rồi mình sẵn mình trải nghiệm luôn là cái con xe này nó hoạt động ở cái thị trường Việt Nam và ở đường phố Sài Gòn với cái nhiệt độ nóng thì nó có nóng lắm hay không ha. Ok, bây giờ mình sẽ đi giao xe, bye bye.